cha em tôi tới đây đầu tiên gửi lời chào sức khỏe tới tất cả các ông các bà, các bác, các cô dì chú bác, các bạn của hai cháu đã tới đông đủ, vui mừng với hạnh phúc của hai cháu chúng tôi là cháu Hoan và cháu Quyên được sự ủy quyền của họ nhà trai và sự thống nhất của hai họ, hôm nay họ nhà trai chúng tôi sửa soạn một mâm lễ đến để dâng lên gia tiên xin cháu Quyên để làm dâu, làm con trong gia đình nhà chúng tôi và làm cháu họ Đào của chúng tôi, và cũng rất mong muốn họ nhà gái, đặc biệt là gia đình thân sinh ra cháu Quyên là ông Quỳnh và bà Xuyến nhận cháu Hoan của chúng tôi từ hôm nay thành rể, thành con và thành cháu trong gia đình. Xin kính mong gia đình nhà gái cũng chấp thuận với chúng tôi. Chúng ta cũng đã có một cái buổi lễ ăn hỏi và nói là rất là vui vẻ, rất đầm ấm của hai họ đúng không? Nhà gái chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng, rất là hài lòng vì một cái sự đầm ấm, sự gắn kết của hai họ chúng ta. Điều đó báo hiệu một cái tín hiệu rất là đầm mừng cho hạnh phúc của hai cháu sau này. Thế thì cũng như là sự bằng bạc của hai họ thì hôm nay nhà trai đến có cái lễ dâng lên bàn thờ gia tiên để xin cháu Quyên về làm dâu về nhà. Thì thay mặt nhà gái tôi cũng nhất trí và nhà gái chúng tôi chấp thuận kể từ ngày hôm nay cũng chấp thuận cháu Hoan là rể là con trong nhà trong họ nhà chúng tôi, và cũng xin gửi gắm cháu Quyên về bên đấy bên nhà trai làm dâu làm con về nhà. Thì cũng mong cho cháu được hai cháu được trăm năm hạnh phúc, và mong cho cái ngày hôm diễn ra lễ thành hôn mọi việc nó suôn sẻ. She falls in love, we'll let her go.